Đây, để hôm nay thầy dạy cho từ cái động tác đầu tiên của xoa bóp bấm huyệt luôn, gọi là động tác cơ bản nhất của xoa bóp bấm huyệt từ đầu luôn. Đây này, trước khi vào thì vuốt tóc cho tóc tai cho gọn gàng của bệnh nhân này. Rồi ấy tắt cái quạt này chưa thầy? Tiếng nó thổi vào đây gió to quá, cái quạt chân này ra to. Đấy, cho gọn gàng tóc tai vào này. Đấy, cho nó gọn gàng bệnh nhân vào. Xong là phải xoa tay. Cái xoa tay thì nó có tác dụng là nếu ví dụ tay mình nó có cái xước măng rô hay là nó có những cái chai thì mình xoa đi, thôi không đến nút cạo vào mặt bệnh nhân. Và hai nữa là đặc biệt là nó nếu về mùa đông cái tay nó bị nặng, mình xoa tay để cho nó có tác dụng làm ấm tay, không sờ vào sẽ bệnh nhân sẽ giật mình và đôi khi là ốm thêm. Đấy, cho nên làm cái nghề xoa bóp bấm huyệt này là tay tiết là không phải đeo nhẫn đeo nhiếc gì cả, cho nó vướng víu ra. Nắm ông xoa bóp bấm huyệt ông ấy cứ đeo nhiều phụ kiện và đến lúc nó nằm ngoằng vướng lắm, không làm được. Đấy nhá, đấy, để cho các bạn xem đằng sau cái rất đông. Đây xoa, sau khi xoa ấm tay xong. Đấy, xoa ấm tay xong thì bắt đầu ám lên. Đây, tóc tai thì đây gọi là động tác phân hợp này. Phân hợp thì nó có phân hợp, đây gọi là phân hợp ngang. Đấy, đây gọi là phân hợp ngang này. Đấy, phân hợp ngang. Phân hợp hết vùng trán. Đây nhá, đấy, phân hợp hết vùng trán đi. Đấy, hết vùng trán. Phân hợp ngang xong thì bắt đầu đến phân hợp dọc. Đấy, hình dung ra chưa? Phân hợp ngang xong đến phân hợp dọc. Xong lại phân hợp ngang. Phân hợp làm gì để cho nó giãn cái vùng cơ này ra và nó điều hòa dây thần kinh. À hôm nay đến được sớm thế, siêu thế. À đây à. Đấy, này, đấy, phân hợp ngang, phân hợp dọc. Đó, đây là những hai động tác đầu tiên cơ bản nhất. Sau khi đông xong hai động tác này thì sẽ làm đến động tác khác. Đây, bây giờ em lấy tay em sờ luôn đi. Làm luôn hai động tác thầy vừa dạy. Đúng rồi, xoa ấm tay đi. Xoa xong cả ngón đấy này, cho nó ấm tay. Đấy. Đúng rồi. Đó, phân hợp ngang, chính xác. Đó. Nghe vẻ con bé này dễ dạy đấy nhỉ? Ờ, thông minh này dễ dạy đấy. Nhìn làm động tác này, ờ. Dạy ai thông minh thì dễ dạy, dạy mà ấy quá dậy đầu mệt lắm. Đó. Rồi, phân hợp ngang, không phân hợp dọc. Cái ba ngón này nó nằm đây là nó là điểm tựa để cho mình lấy điểm, hiểu chưa? Chứ không phải cái ba cái ngón này để làm điểm tựa. Ừ, cái ngón này bám để làm điểm tựa. Rồi. Ngón tay to này là học nghề bấm huyệt là chuẩn rồi. Có lực. Đó. Đấy, đấy là phân hợp ngang. Rồi, bây giờ đến dọc. Đúng rồi. Đó, làm một thời gian nó sẽ tự tin. Đó, các bạn thấy không? Lần đầu tiên dạy mà cô ấy thông minh không? Chỉ các động tác là làm được ngay. Đó, rất chi là thông minh. Rồi. Đấy, thông minh đấy. Đúng rồi, rất tốt. Sau khi mình học động tác xong thì mình sẽ luyện tay. Mình tiện tay để mình lấy cái cảm giác và sau đó chữa được bệnh. Lúc đầu là học động tác đã. Rất tuyệt vời, rất thông minh đấy. Dạy như này là rất thông minh. Làm tốt, nhiều người nóng ngóng đâu lắm. Rồi, sau đến động tác phân hợp nhá. Xong bây giờ đến thầy dạy động tác vuốt.